tay chân run rẩy hàng ngày, giọt nước cũng khó tỏ bày cùng ai. Nay đã có Vương Lão Kiệt, thành phần thảo dược chính từ Thiên Ma, Câu Đằng, hỗ trợ giảm các triệu chứng run chân tay sau tai biến do tuổi cao, hỗ trợ tăng cường khả năng vận động. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.